Xin chào các bạn, lại là mình Duck25 đây. Ôi mẹ, mấy hôm nay tôi đuối vãi cực cút, không làm được cái gì hết trơn. Thì rất nhiều bạn bảo mình làm mà. Cái gì nhỉ? À, võ đài tối thượng. Hơn nữa game đấy lại là game mới ra ngày 12 tháng 8. Mà thời điểm tôi làm video là 17 con mịa nó đấy. Vãi. Thôi thì lấy có một tuần chắc không sao đâu nhỉ. Còn chần chừ gì nữa, lên CH Play thôi. Ui, đây rồi, xuất hiện nhanh phết nhở. Võ đài tối thượng à? Kinh nhờ. Nghe bảo game này giống gọi rồng mà tôi cũng đã chơi. Ảo thật đấy. Ui xôi ơi. Vãi hò luôn. Mấy ông cháu cắt quả đầu chiến. Vãi. Nhìn sơ cua thì trông game đồ họa đẹp phết nhờ anh em nhờ. Ui lại còn tận 6 hành tinh luôn này. Vãi. Ôi xem tí bình luận nào. Ui hẳn 4/18. Khét đấy. À đọc bình luận phải đọc một sao đúng không anh em? Sao nào? Oh shit, không có ma áo này. What the? Chỉ có 3 bình luận thôi à? Vãi nhỉ. Một bình luận của một ông cháu đang phẫn nộ khi không có bản tiếng Anh. Và 2 bình luận khen. Hết. Thôi không làm mất thời gian của anh em nữa. Tải game thôi. Rồi ok. Ui mẹ quả nhạc game trông chiến vài nồi thế nhỉ. Có 4 nhân vật cho anh em chọn thì tôi sẽ chọn Goku đi. Đơn giản thôi, bởi vì nó là nhân vật chính mà. Thử tên Duck25 xem đã bị ai lấy rồi nhá. Tôi nghi lắm này. Đấy mẹ. Lấy theo. The fuck. Rồi ok, vào game rồi. Thì theo như cốt truyện của game, đây là diễn biến tiếp theo sau cái sự kiện tiêu diệt Majin Buu. Tiếp theo là cuộc đổ bộ của người Saiyan. Tàu con thoi ư ta ép. Để làm gì ta? Ui chưa gì đã có đậu thần luôn này. Xịn vãi. Không biết sau này có đùi gà nứa không nhỉ. Viên capsule trang phục. Để làm gì ta? Ui xảy ngon vừa vào đã có full set luôn. Thu thập thịt khủng long. Ui thịt gà không đủ tầm nên chơi hẳn thịt khủng long luôn. Chiến vãi. Mà game này có treo máy mà anh em. Treo thôi. Lấy theo. Rồi xong rồi, về nhận nhiệm vụ thôi. À khoan đã, cái tàu con thoi để làm gì ta? Đâu để thử dùng nó em nào. Vãi hả? Mọi game yêu á cho capsule vĩnh viễn luôn này. Ảo vãi. Thời ông lập clone kiếm loi kèn được 98 capsule đem bán với giá 3 triệu vàng với ý nghĩa để làm giàu. Đến đời cháu cho capsule free luôn. Ảo vãi. Ui đúng game mới ra có khác. Đông người chơi phết ta. Lấy sáp mật ong. Sao lấy sáp mật ong mà lại đi đánh mấy con báo này ta? Hay mấy con báo này ăn mật ong xong rồi mình đánh nó để mình lấy sáp? What? Mà sao nhìn mấy con báo này trông quen quen ta? Mịa. Giống rồng thần online chứ có phải giống gọi rồng đâu. Vãi. Thôi lại ngồi treo máy thôi anh em. Much later. Bà mẹ tôi đọc con báo này từ nãy tới giờ mà cái nhiệm vụ này có nhích lên được tí nào đâu. Lừa à. Mẹ tôi phải đấm vào cái tổ ong đấy ạ. Vãi cả shit. Thế mà bấm chỉ nhiệm vụ nó lại đấm vô con báo. Tôi cứ tưởng là đấm con báo. Ảo vãi lì. Anh em có nhận ra game này có sự khác biệt gì đó so với phần còn lại của thế giới không? Đó chính là cái con khủng long này nó bay anh em ạ. Mấy game khác nó đi bộ mà. Mà thôi, bay hay đi bộ thì cũng vặn cổ hết. Đấy anh em thấy chưa? Đầu game cho nhiệm vụ rất là easy luôn. Rất chi là nhà luôn nhá. Tomorrow. Tôi đi hơi chậm, đừng đi quá xa tôi nhé. Thôi tôi thấy có điểm rồi. Vãi hả tốc độ kìa. Mẹ, vừa hôm trước dắt cái thằng mặt tết này về nhà. Giờ đến cái game này dắt cái con rùa loan này về nhà. Vãi. 2000 years later. Rồi bà mẹ cuối cùng cũng xong rồi. Cái gì? Tập luyện ở phòng thời gian ấy. Vãi thật. Lần đầu miễn phí 1 phút. Thế là xong mất tiền à? Người hơi thấy mùi thum thùm rồi đấy nhá. A few inches later. Thế là muốn tập thêm là mất tiền à? Tôi chỉ mong là nó mất số. Vãi hả? Bruh. Mẹ hút máu vãi. Ui sau một hồi thăm ngàn thì tôi qua được hành tinh Phi-re rồi các bạn ơi. Mịa. Game này có hành tinh Phi-re nhanh vãi hả? Và nó không có nhiệm vụ vòng 2 đại hội võ thuật sao ấy. Rồi sau một chuỗi nhiệm vụ treo mày đánh hạ cấp của Phi-re mà tốn thời gian vãi cả. Thì cái gì đây? Tôi đánh với 9 binh Z, what the? Thế là tôi là phản diện à anh em? Tôi là Black Goku à? Nếu các bạn chưa biết thì 9 binh Z là nhóm chiến binh chính diện. Em nhầm, nhưng nó hơi chính diện.
luôn sát cánh cùng Goku để tiêu diệt các mối đe dọa. Và bây giờ tôi làm gọi các chiến binh Z. Hợp lý nhỉ. Ô, Mi ạ, đây có phải là chiến binh Z đâu. Lừa, đây là tiểu đội sát thủ mà. Mi ạ, ảo thật đấy. Thôi, dù cho có là gì thì tôi cũng vặn cổ hết. Úi dồi, mà miệng nó trông vãi cả linh hồn anh em ơi. Nhưng ít ra nó vẫn đơn giản hơn cái nhiệm vụ tiểu đội sát thủ bên Ngọc Rồng nhiều. Tiểu đội này hàng Shopee rồi. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ mới chính thức là chơi game. 2000 years later. Con cuối cùng, yeah, mẹ. Cuối cùng cũng xong, đậu xanh. Anh không biết nó lâu như thế nào đâu. Tôi cứ treo máy một lúc là lại phải về thu đậu xong lại đi ra đi lại. Lại cứ đi ra xong lại quay về, lại đi ra lại quay về, đi ra quay về. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và cuối cùng cũng xong rồi, mẹ. Yes. Thôi làm gì làm, phải nhập cốt đã đúng không anh em? Ngồi tôi lướt comment thì ôi rồi ôi mịa. Ông chó này ngồi cấp cho tôi một đống cốt luôn này. Không biết có phải admin game không nhỉ? Lại còn hướng dẫn cả cách nhập nữa chứ. Ngon ơ vãi. Đây, không biết nhìn này có đúng không nhỉ? Ngon. Five minutes later. Sau một hồi ngồi một đống cốt thì ui ít mệnh. Cốt toàn đá là đá. Thôi đi đập đá thôi anh em. Đá thì cứ đập hết lên cộng 2 thôi nha. Cho nó có cái viền nhìn cho ngầu ngầu tí. Có thể anh em sẽ thấy cái video này nó sàm lờ hơn tất cả các video còn lại. Bởi vì giờ tôi đuối quá. Nhưng mà tôi vẫn cố gượng để làm video cho anh em. Nếu anh em có ủng hộ thì anh em đồ lên rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Later. Rồi, sau một hồi ngồi đập đá thì tôi nghĩ như thế này có thể đủ pem người ấy nhờ. Đến lúc rồi. Thánh cả khịa. Truy sát tăng cấp PK. Mày. What? Ôi giời ạ. Với sức mạnh này thì tôi có thể tự tin đi PK với người khác rồi. Ấy miệng 2 thằng. Ấy miệng 3 thằng vãi cực cút. Đùa nhau à. Chơi nữa.